bí mật động trời tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, bất ngờ đổi đời, giàu sang phú quý, tiền chất đầy két, sung sướng từ nay tới Tết Nguyên đán năm 2024. Nam mạng tuổi Canh Tý có cuộc sống gian truân vào lúc trẻ, trung vận cũng gặp không ít khó khăn, thử thách, nhưng bù lại công danh có nhiều triển vọng, từ hậu vận trở đi thì thành thơi, hạnh phúc. Những người này có số hưởng thọ từ 80 tuổi đến 85 tuổi, nếu làm nhiều điều thiện, tích phúc, tích đức thì niên kỷ tự khắc được gia tăng. Tuổi Hợp làm ăn, khi kết hợp với những người tuổi Tân Sửu, Giáp Thìn và Đinh Mùi thì công việc của nam mạng Canh Tý sẽ gặp nhiều thuận lợi, không lo thất bại hay sụp đổ mà tiền tài sẽ vào như nước. Lựa chọn vợ chồng, nam mạng Canh Tý nên kết hôn với những người hợp với tuổi mình, cả về tình duyên lẫn tài lộc, sẽ có được cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, đó là các tuổi Tân Sửu, Giáp Thìn, Đinh Mùi và Mậu Tuất. Nếu lựa chọn kết hôn với các tuổi chỉ hợp về đường tình duyên như Kỷ Dậu và Đinh Dậu thì cuộc sống vợ chồng vẫn sẽ êm ấm, nhưng tiền bạc lại không dư giả, khó vươn tới được sự cao sang quyền quý. Riêng với nữ mạng, xem tử vi thấy rằng nữ mạng Canh Tý không gặp khó khăn vất vả mà còn được hưởng nhiều điều tốt đẹp khi còn trẻ nhờ phúc phần để lại, nên có nhiều triển vọng để tạo dựng và phát triển sự nghiệp, trung vận đã được hưởng hạnh phúc, đến hậu vận càng nhận được nhiều niềm vui. Theo tử vi tuổi Tý, những người này có số hưởng thọ trung bình từ 76 đến 82 tuổi. Nếu tích phúc, tích đức, làm nhiều việc thiện thì ắt được gia tăng tuổi thọ. Công danh gặp nhiều may mắn vào trung vận, gia đạo ấm no hạnh phúc trọn đời. Từ 27 tuổi trở đi, sự nghiệp vững chãi vẹn toàn, tài lộc vượng phát, cuộc đời được sống trong no đủ, sang giàu. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn bình an, may mắn và hạnh phúc. Quý vị thân mến, tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, số mệnh định rằng cuộc đời con giáp này phải chịu nhiều gian truân, vất vả vào thời trẻ. Ngày đêm lo làm sao để kiếm được nhiều tiền để lo cho gia đình, thế nhưng vẫn vất vả cực thân, ăn ở thì hiền lành, hiền lương tu tâm dưỡng tính, phúc đức để đời. Bước vào vận trình từ nay tới Tết năm 2024 âm lịch, được Phật tổ chiếu mệnh, quý nhân chỉ lối dẫn đường, gặp thời trúng số, bỏ một kiếm 10, tiền bạc rủng rỉnh, mua nhà lầu, tậu xe sang, đổi vận đổi đời, tiền tiêu ba đời không hết, mưu cầu như ý. Cô bác thân mến, người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960 cần phải nhớ, sẽ không có ai đến cứu cô bác cả, sẽ không có ai quá là quan tâm. Chỉ có cô bác tự thức tỉnh, tự kiên cường, tự nỗ lực, tự chăm chỉ mà cứu lấy chính bản thân mình mà thôi. Tuy nhiên, có bốn điều kiêng kỵ mà Canh Tý chưa biết, nó chặn đứng tiền tài danh vọng của bản mệnh, chưa thể thành tựu vinh hoa. Ngược lại còn rất khổ cực vất vả, nếu biết được bốn điều này, giàu sang phú quý sẽ trong tay của Canh Tý, chỉ là Canh Tý có muốn hay không thôi. Thưa cô bác Canh Tý thân mến, có một vài lời từ tận đáy lòng dành cho Canh Tý là như thế này. Trong các điểm trũng của giai đoạn 2020 đến 2023, Canh Tý chỉ nên thong dong làm những công việc đã quen thuộc, không nên liều lĩnh ham việc, vì hạn lắm thì khi nó sẽ phải trả, đang định dạng cơ hội tưởng là vẫn hay mà liền tay nắm lấy. Xong xuôi nhìn lại, biết vậy chẳng cầu may. Lẽ dĩ nhiên quá khứ là thứ không thay đổi được. Cái gì đã mất tạm không cần tiếc nuối, cái gì đã qua tạm không cần nhớ lại. Vì năm 2023 này là đoạn Canh Tý cần nhìn nhận lại một vài thứ, bao gồm tổng quan công việc, tổng hòa các mối quan hệ, tổng quát lại đường đi, tổng thể lại cuộc đời. Tại vì từ ngày mai trở đi, Canh Tý sẽ bước vào giai đoạn rực rỡ nhất, lóng lánh nhất, hoàng kim nhất trong cuộc đời. Trời sinh ra Canh Tý soi cầu như nguyện, cho thấy khó khăn đều tan biến, sung sướng hơn người. Vậy, vận trình từ nay tới Tết Nguyên đán của tuổi Canh Tý sẽ ra sao? Cần lưu ý điều gì? Mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải ngay sau đây quý vị nhé! Vận trình từ nay tới Tết năm 2024 của nam mạng và nữ mạng tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Đối với nam mạng, cuối năm 2023, sao La Hầu chiếu mệnh không tốt, gây một số trở ngại cho việc làm của nam tuổi Canh Tý. Tuy nhiên, những người nam tuổi Tý sinh năm 1960, năm nay, phần đa đã về hưu và an hưởng tuổi già bên con cháu, vì vậy mà hạng sao ít tác động đến cuộc sống của mệnh chủ. Đối với những nam Canh Tý còn đang hoạt động kinh doanh, đầu tư hoặc làm việc cũng không cần quá lo lắng. Nhờ vào kinh nghiệm và sự giúp sức của những người xung quanh, mọi việc khó khăn bản mệnh rồi cũng sẽ vượt qua. Tài chính của nam tuổi Canh Tý 1960 phần nhiều giữ ở mức ổn định nhờ vào sự tiết kiệm và chi tiêu đúng cách.
Nam tuổi Tý đã tích lũy cho mình một khoản dư giả chi tiêu sau khi về hưu, bản mệnh không có quá nhiều lo ngại về vấn đề tài chính năm này. Hơn nữa, năm mệnh Kim cũng sẽ giúp cho người tuổi Canh Tý mệnh Thổ có thể có được những nguồn thu nhập tài chính tốt. Nếu biết phát huy những kinh nghiệm đã có, nam tuổi Tý còn có cơ hội tăng cường được vận may về tài chính. Vốn là người nhân hậu và trọng tình nghĩa, nam mạng Canh Tý năm nay sẽ chú tâm nhiều hơn vào gia đạo, vì đây là điều quý giá nhất mà bổn mệnh quan tâm lúc này. Niềm vui nhân lên gấp bội khi dòng họ đón thêm nhiều hỷ sự cưới xin, phúc lộc con cháu đề huề, bản mệnh luôn có cảm giác viên mãn khi gia đình ngày một hưng vượng. Từ nay tới Tết năm 2024, nam mạng tuổi Canh Tý 1960 gặp sao La Hầu và hạn Tam Kheo nên chú ý chăm sóc sức khỏe, thường xuyên đi thăm khám định kỳ. Canh Tý nam mạng năm 2023. Phạm Thái Tuế không. Trong năm 2023, tuổi Canh Tý Phạm Thái Tuế thì cần tránh đứng ra giúp đỡ người không quen biết, không nên đứng ra bảo đảm vay mượn tiền bạc giúp bạn bè, vân vân, sẽ tốt hơn. Phạm Tam Tai không. Năm 2023, nam tuổi Canh Tý 1960, Phạm Tam Tai, vì thế bản mệnh nên tiếp tục việc mình đang tiến hành và giữ gìn thành quả thật tốt, chờ đến thời cơ chín muồi, thiên thời địa lợi bắt đầu cho một công việc trọng đại. Phạm Kim Lâu không. Cuối năm 2023, tuổi âm lịch Canh Tý 1960, nam mạng 64 tuổi, không phạm tuổi Kim Lâu. Phạm Hoang Ốc không. Năm nay tuổi của nam Canh Tý 1960, có cung, tứ tấn tài, không phạm hạn Hoang Ốc. Tứ tấn tài là cung rất tốt, nằm ở vị trí cuối cùng. Trong số 6 Hoang Ốc, không chỉ mang đến phú quý tài lộc cho bản mệnh, mà còn là năm tốt có lợi cho vợ chồng, con cái, cô bác của bản mệnh. Xây nhà được không? Quý mệnh nên xây sửa nhà vào năm 2023, vì năm nay, nam tuổi Canh Tý 1960 vừa không phạm Hoang Ốc, lại còn có trạch phúc. Một trong bốn trạch tốt, gặp trạch phúc trong năm 2023, nên gia chủ sinh năm 1960, mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm này rất tốt. Đối với nữ mạng tuổi Canh Tý, sao Kế Đô chính là sao chiếu mệnh nữ tuổi Canh Tý. Sao hung có thể gây một số ảnh hưởng đến công việc của bản mệnh. Thế vậy nữ giới Canh Tý 1960, phần lớn đã về hưu, nên công việc sẽ ít bị tác động bởi hạn sao này. Bên cạnh đó, sao Kế Đô tọa mệnh thì được ví như vạn sự khởi đầu nan, nếu đầu năm đại hung thì cuối năm đại cát, đầu năm bình thường thì giữa năm xuất chúng. Thế nên, những nữ giới tuổi Canh Tý 1960 vẫn đang làm việc, đầu tư kinh doanh, có thể hy vọng một năm tốt đẹp hơn, tài lộc tăng trưởng. Về phương diện tài chính, nữ giới tuổi Canh Tý phần nhiều đã tích lũy được một khoản tiền dư giả sau khi về hưu. Trong năm gặp vận niên thiên tinh phải mắt dạ tai ngục hình, bản mệnh nên chọn cách giữ tiền, hạn chế xuất tiền bạc, không tham gia những việc có yếu tố may rủi, giữ gìn chữ tín với mọi người, tránh kiện tụng và cẩn thận đề phòng trộm cướp. Năm nay, nữ mệnh Canh Tý sẽ có cuộc sống gia đình tích cực bởi bản mệnh vốn là mẫu người điềm tĩnh và thông tuệ. Trước mọi việc đều có thể lý giải đúng căn nguyên và dễ thông cảm, có thái độ khoan dung hơn. Thế nên, cuộc sống hiện thực của nữ tuổi Canh Tý luôn vui vẻ nhàn nhã, được con cháu kính trọng, mọi người xung quanh đề cao, thuận theo hưởng đạo, cùng trời đất. Từ nay đến Tết năm 2024, nữ tuổi Canh Tý gặp hạn sao thiên tinh, chủ về các bệnh tiêu hóa. Vì thế, nữ Canh Tý hàng ngày nên ăn chín uống sôi, không dùng thực phẩm không rõ nguồn gốc, biến chất móc hỏng. Được vậy thì sức khỏe sẽ được đảm bảo an toàn. Ngoài ra, nữ Canh Tý cũng có thể tham gia nhiều các câu lạc bộ, thiền định hay yoga. Những giây phút tập luyện không chỉ tăng được sự tỉnh tuệ mà còn giúp nữ mệnh xương khớp dẻo dai, sức khỏe tăng cường. Quý gia chủ nữ mạng tuổi Tý gặp năm Mão là Phạm Thái Tuế nên tránh đối nghịch, nhường nhịn và không xen vào chuyện của người khác. Để biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, biến hung thành kiết, giúp cải thiện các mối quan hệ xã hội. Phạm Tam Tai không. Tuổi nữ Canh Tý 1960, Phạm Tam Tai, trong 3 năm liên tiếp là 2022, 2023, 2024, vì thế bản mệnh vào năm giữa Tam Tai này, nên tiếp tục các công việc đang tiến hành và giữ gìn tốt thành quả, sẽ đến lúc vượt qua trở ngại và hoàn thành được công việc quan trọng. Phạm Kim Lâu không, năm 2023, tuổi âm lịch Canh Tý 1960, nữ mạng 64 tuổi, Phạm Kim Lâu thân, nghĩa là gây họa bản thân. Tuy nhiên, Kim Lâu chỉ áp dụng cho các cô dâu dưới 30, nên nữ mạng Canh Tý 1960 sẽ không bị ảnh hưởng bởi Kim Lâu. Phạm Hoang Ốc không.
Năm nay quý trưởng bối không phạm hoang ốc mà còn được tứ tấn tài mang phước đến, dồi dào tài lộc, làm nhà tuổi này thì tiền tài sẽ đến, gia đạo thuận hòa, công danh tăng tiến. Xây nhà được không? Trong năm nay, tuổi Canh Tý nữ mạng 1960, xây nhà rất tốt, việc nhập trạch sau khi xây nhà cũng thuận lợi, không gặp khó khăn gì. Thưa quý cô bác tuổi Canh Tý kính mến, sống tới từng này tuổi rồi, nhưng quý cô bác đã thật sự hiểu về tính cách hay bản tính thật sự sâu bên trong con người mình chưa? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu về đặc trưng tính cách của mình nhé! Với người phương Đông, chuột là biểu tượng của sự thông minh và giàu có. Người Trung Quốc quan niệm rằng, chuột tượng trưng cho ý chí và lòng dũng cảm. Con vật này có thể tích lũy cho mình một lượng lương thực lớn bằng sự nhanh nhạy, mưu trí. Những người tuổi Canh Tý thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Họ sẽ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản. Tuổi Tý muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó, cuộc sống của tuổi Canh Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Những người này luôn đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình. Khi ở một vị trí cao, tổ chức lãnh đạo người khác mới là công việc đem lại cho họ sự hứng thú. Chỉ cần là lĩnh vực tuổi Canh Tý yêu thích, họ sẽ cố gắng phát triển thể hiện tài năng của bản thân và quyết tâm đem về cho mình sự thành công. Càng khó khăn gian nan, người này càng kiên trì tỏa sáng. Họ không những được mọi người yêu quý mà còn khiến ai ai cũng kính trọng, nể phục tài năng của mình. Tuổi này nhanh nhẹn thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh. Làm công việc gì, họ cũng nhất định phải đạt được thành công như ý mới thôi. Tuổi Canh Tý tuyệt đối không để mình thua kém một ai. Đôi khi những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc khiến cho những người này trở nên thực dụng trong mắt mọi người. Tam hợp, nhị hợp, tuổi Canh Tý là những tuổi nào? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu nhé! Tuổi Tý thuộc nhóm tam hợp, thân Tý Thìn hay còn gọi là tam hợp thủy cục hoặc nhóm tuổi kiên trì. Người thuộc nhóm này thường có tính cách rất kiên trì, tinh thần chiến đấu cao và sự quyết tâm cao. Người thuộc nhóm tam hợp này, họ là những người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khó khăn. Nhị hợp của tuổi Tý chính là tuổi Sửu, vì thủy của tuổi Tý sinh ra mộc của tuổi Sửu, thủy đới mộc và ngược lại. Một khi hai con giáp Tý và Sửu đi cùng với nhau thì sẽ cùng tạo ra rất nhiều may mắn trong công việc. Ngoài ra, nếu hai con giáp này nên duyên chồng vợ thì sẽ rất hòa thuận hạnh phúc. Trong 3 tháng cuối năm 2023, tuổi Canh Tý gồm có 1 tháng bình ổn, 2 tháng may mắn phát tài nhất là tháng cuối cùng của năm 2023. Tử vi tháng 10 âm lịch. Tử vi tháng 10, 2023 âm lịch, mưu sự đang ở độ chính thêm phần nhẹ nhàng. Xem tử vi tháng 10, 2023 âm lịch, tức tháng Quý Hợi, tháng mới báo về rất nhiều tin tức tích cực. Với người tuổi Tý, đây là một tháng vận khí của con giáp này có nhiều sự khởi sắc rõ rệt, mưu sự dễ thành, cũng dễ được quý nhân đỡ đần, làm việc thêm phần nhẹ nhàng. Cục diện tam hội và nguyệt lệnh lâm quan che chở trên đường công danh của bản mệnh, nhờ đó Canh Tý sẽ cảm thấy vô cùng bình tĩnh và sáng suốt trong công việc. Hầu hết mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn, thái độ tích cực lạc quan sẽ giúp bạn giải quyết một số khó khăn, thử thách. Dù vậy, thời điểm cuối năm cận kề, sức cạnh tranh sẽ có xu hướng gia tăng, do đó bản mệnh cũng nên cảnh giác, chú ý đến những thay đổi xung quanh mình và sẵn sàng đối phó với những khó khăn, thử thách có thể nảy sinh. Về tài lộc, tháng này, những chú chuột nên chú ý hơn tới các chi phí sinh hoạt của mình, tăng thu giảm chi để giảm thiểu áp lực kinh tế. Dù vẫn có khả năng kiếm tiền và cũng kiếm được những khoản không nhỏ, song việc con giáp này thường phải chi tiêu quá nhiều cho cuộc sống cũng khiến tài khí của bạn rất dễ bị hao tốn. Với các cặp đôi, vận trình tình cảm tháng này của hai bạn dần đi vào giai đoạn ổn định hơn tháng trước, đôi bên đã hóa giải được những hoài nghi, hiểu lầm. Về sức khỏe, tuổi Canh Tý trong tháng 10 năm 2023 âm lịch, nhìn chung không có nghi ngại nào cần phải lo lắng. Chỉ cần bản mệnh chú ý duy trì lối sinh hoạt điều độ, đầy đủ dinh dưỡng thì sẽ đẩy lùi được mọi bệnh tật, có thể khỏe khoắn và tràn đầy sức sống. Tử vi tháng 11 âm năm 2023. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, nhiều cơ hội nhưng không phải khi nào bạn cũng biết nắm bắt. Tử vi tháng 11, 2023 âm lịch, nhờ hữu bậc chống đỡ lại các hung tinh, giúp cho vận trình của tuổi Canh Tý tháng này khó khăn cũng đang được giảm nhẹ, những trở ngại cũng dần lùi xa, những rắc rối nếu có xuất hiện cũng được xử lý một cách nhanh chóng. Bản mệnh làm gì cũng nhận được sự hỗ trợ,
Nếu có khó khăn thì cũng có người dẫn đường chỉ lối, quan trọng là bạn có lắng nghe và kiên nhẫn làm theo hay không mà thôi. Nguyệt lệnh Lâm Mộc Dục hỗ trợ cho sự thay đổi, cho những con giáp tuổi Canh Tý ngày càng tràn đầy hy vọng về tương lai của mình. Có thể bạn sẽ bắt đầu khám phá một sở thích mới hoặc có cơ hội được sống với đam mê một cách trọn vẹn nhất. Bên cạnh đó, bạn cũng nhận được nhiều sự ủng hộ và yêu thương từ những người xung quanh, họ đều tin tưởng và hỗ trợ bạn hết mình trên hành trình sắp tới. Tuy nhiên, chớ nên có mới nới cũ, vì dù sao những nền móng cơ bản trước đây cũng rất quan trọng, họ cho bạn cơ hội. Khi bạn là người chưa có chút kinh nghiệm nào cụ thể, hãy thể hiện sự trân trọng với những gì đã trải qua, đã diễn ra trong suốt cuộc sống của bạn. Tháng này, bản mệnh cũng khá đào hoa, có nhiều người theo đuổi, nhưng xem ra tuổi Canh Tý cũng đang rất yêu bản thân. Chưa muốn có thay đổi nào lớn ở khía cạnh tình cảm trong thời gian này, thế nên không ít người tuổi này thẳng thừng từ chối tình cảm của người khác giới. Thái Tuế xuất hiện trong tháng này, do đó bản mệnh nên cẩn trọng hơn trong vấn đề di chuyển, đi lại, nhất là khi xuất hành xa, phải chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng, cẩn thận. Tử vi tháng 12 năm 2023. Xem tử vi tháng 12, 2023 âm lịch, tuổi Canh Tý về cơ bản đây là một tháng khá thuận lợi đối với người tuổi Canh Tý. Mọi việc tiến triển suôn sẻ, bản mệnh tạo được mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh, tuy nhiên, có thể bạn vẫn chưa đạt được đến sự đột phá. Trong công việc, nhị hợp giúp bạn xác định được rõ mục tiêu, phương hướng của mình, đồng thời bạn cũng biết phát huy sức mạnh của tập thể. Khi giải quyết các công việc, do vậy mà công việc dù khó khăn cũng dần được tháo gỡ, khắc phục. Đáng lưu ý, thời điểm này nhờ có sao Thái Dương trợ mệnh mà nam mệnh sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi hơn, công việc tiến triển thuận lợi. Không có nghĩa là bạn không phải lo lắng về bất cứ điều gì, xung quanh vẫn luôn có rất nhiều đối thủ hoặc những kẻ chờ thời cơ để công kích, hạ bệ. Sự bon chen, giành giật là khó tránh khỏi, nhất là đối với những người làm đầu tư, kinh doanh. Tuy nhiên có thể thấy rằng, chỉ khi vượt qua được những điều này, bạn mới có thể trưởng thành và phát triển nhanh chóng hơn. Trên phương diện tình cảm, nhị hợp phù trợ giúp bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi, nhân duyên tốt, tạo điều kiện để bạn tìm được những đối tượng triển vọng. Còn nếu độc thân, bạn hãy suy nghĩ cởi mở và tích cực hơn, không cần phải quá đa nghi, tự nhốt mình trong thế giới cô đơn của chính bản thân, hãy cho người khác cơ hội được quan tâm đến mình. Người đã lập gia đình, trải qua một tháng êm đềm, vợ chồng biết quan tâm, san sẻ nhiều điều với nhau. Tử vi sự nghiệp. Thời điểm cuối năm, người tuổi Canh Tý trở nên vất vả, bộn bề hơn nhiều, may có nhị hợp tác động. Bạn có thể phân chia được nội dung công việc rõ ràng, do vậy nên dù khối lượng công việc quá lớn, bạn vẫn có thể sắp xếp và thực hiện ổn thỏa. Thêm vào đó, mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè hòa hợp cũng giúp bạn có những ngày đi làm tràn đầy niềm vui và động lực, đôi bên có thể đồng tâm hiệp lực, giải quyết những vấn đề hóc búa. Vì vậy, mà dù nội dung công việc có khó đến đâu, cũng thường được giải quyết một cách nhanh chóng nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bạn ắt sẽ nhận được sự khen thưởng của cấp trên, đây chính là nguồn động lực giúp bạn kết thúc một năm cũ và có chí hướng phấn đấu, hướng tới một năm mới rực rỡ hơn. Tuy nhiên, với những người trẻ tuổi, giàu tham vọng, thì dường như tháng 12 âm lịch này không phải là một tháng quá may mắn. Nguyệt lệnh Lâm Tuyệt cho thấy, sự nghiệp của bạn dù có phát triển nhưng chưa có bước tiến rõ ràng, bạn cũng có thể thay đổi việc làm quá thường xuyên, khiến sự nghiệp có phần bấp bênh chưa vững chắc. Tử vi tài lộc. Vận trình tài lộc của người tuổi Canh Tý rất đáng kỳ vọng. Trong thời điểm cuối năm này, đây là lúc bạn gặt hái thành quả lao động trong suốt một năm trời, nên dư giả cũng là chuyện nằm trong dự kiến. Đối với người làm đầu tư, kinh doanh, các mối làm ăn và hợp tác từ trước đó luôn tiến triển thuận lợi, đem lại cho bạn một nguồn thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến. Đôi bên có thể tin tưởng hợp tác với nhau sâu rộng hơn, tin rằng bạn có thể thu được nguồn lợi càng phong phú hơn trong năm mới. Thiên tài chiếu mệnh cho thấy một vài người còn có cơ hội phát tài nhanh chóng nhờ vào vận may của mình. Ví như xổ số, rút thăm may mắn, số tiền này có thể giúp bạn dư giả mua sắm trong một thời gian ngắn, cũng có thể giúp bạn có được cái vốn để làm giàu sau này. Quan trọng là khi cầm đồng tiền trong tay, bạn cần có kế hoạch chi tiêu, sử dụng sao cho phù hợp. Đừng nên nghĩ đến việc sống dựa dẫm vào những đồng tiền may rủi này, mà hãy chỉ coi đó là bước đệm để bản thân phát triển cao xa hơn nữa trong tương lai. Tử vi tình duyên. Tử vi tháng 12, 2023 âm lịch, tuổi Canh Tý thấy rằng chuyện tình cảm của người tuổi Canh Tý về cơ bản là ổn định trong suốt tháng này, đặc biệt là với những ai đã có đôi có cặp. Dưới tác động của nhị hợp, vợ chồng biết thông cảm và thấu hiểu với nhau, vì thế mà nhiều khúc mắc cũng dần dần được tháo gỡ,
Trải qua những chuyện như thế này, đôi bên càng thêm quý trọng nhau hơn. Vì thế có thể thấy rằng, đôi khi những giận hờn vu vơ lại là chất xúc tác cần thiết cho tình yêu đôi lứa. Ngoài ra, bạn cũng biết chăm lo hơn cho gia đình, không còn dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân nữa. Một khi đã là người một nhà, thì trách nhiệm xây dựng tổ ấm không phải nhiệm vụ của riêng ai, mà cả hai đều cần phải chung tay giúp sức. Tử vi sức khỏe. Về cơ bản, thì tình hình sức khỏe của người tuổi Canh Tý ổn định trong tháng này và không phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng. Vì thế nên điều cần thiết lúc này là thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, duy trì tình trạng sức khỏe của mình. Người lớn tuổi nên vận động vừa sức, không nên cố gắng làm việc quá mức, dễ gây tổn hại cho cơ thể. Nói chung, việc rèn luyện cũng cần phù hợp với lứa tuổi của mình. Áp lực công việc là không tránh khỏi. Đối với người trẻ tuổi trong dịp cuối năm như thế này, bạn cần phải sắp xếp, bố trí thời gian biểu sao cho hợp lý, để bản thân có thể vừa hoàn thành công việc đúng hạn, lại vẫn có thời gian để nghỉ ngơi thư giãn. Quý vị thân mến, lời Phật dạy, không cần quan tâm ai nói xấu mình sau lưng, làm tốt đến đâu cũng sẽ có người không hài lòng với bạn, sao không đi con đường của mình. Mặc kệ người khác nói, làm người thì không cần phải so đo từng ly từng tí, bạn cũng không nên quan tâm quá nhiều đến lỗi lầm của người khác. Bởi nếu làm như thế, thì bạn sẽ bị ràng buộc bởi sự ghen ghét đố kỵ. Những con đường của cuộc sống là khác nhau, và mọi người đều có quỹ đạo của riêng mình, không ai có cuộc đời giống ai, nên bạn hãy ngừng bận tâm đến người khác nghĩ gì về mình. Xem nhẹ mọi thứ, buông bỏ mọi thứ, bỏ qua lỗi lầm của người khác, tha thứ cho người khác, chính là đối xử tử tế với chính mình, giải thoát tâm hồn và sống một ngày hạnh phúc. Nếu bạn ước phần đời còn lại của mình được vui vẻ, hạnh phúc và vô tư, thì nên từ bi hỷ xả, hoan hỷ với mọi lỗi lầm của người khác. Nghiệp của ai người đó gánh, họ nói xấu bạn, thì họ lãnh hậu quả, bạn cứ sống tử tế là được, đừng sân si oán hận. Lời Phật dạy về tha thứ nói rằng, trong cuộc sống khi mọi việc không như ý muốn, đừng bất mãn và oán giận, cũng không cần phải đắn đo, bạn phải đối mặt với tất cả, cả tốt và xấu, sống mà bình yên quá, thì rất tẻ nhạt. Bạn có biết tại sao bạn tha thứ được không? Là vì bạn dần trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đến mức có thể tự chữa lành những tổn thương mà bạn đã phải gánh chịu. Bạn mạnh mẽ đến mức có thể buông bỏ những người đã làm tổn thương mình. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là vươn cao vươn xa, nhưng thực ra bản chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về gốc rễ, ta bồi về cho nhân tâm ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta, vậy nên ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên địa quỷ thần. Những ai tu luyện được giáo lý trên, rồi đem nó giáo hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báu sẽ hiện tiền, đời sau bao đời con cháu hưng vượng. Vâng, vừa rồi Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, từ nay đến Tết âm lịch 2024. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý cô bác có cái nhìn tổng quan, xác định hướng đi đúng đắn và xây dựng được kế hoạch cho mình trong thời gian tới. Vận xấu nào cũng có thể tiêu tan, xui xẻo nào cũng có thể phòng tránh và may mắn nào cũng có thể nắm bắt. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.